Thầy xin chào bạn Nguyên, xin chào bạn Quân, xin chào bạn Gia Bảo. Rồi đầu giờ thì các bạn nào có cần hỗ trợ gì xin mời các bạn là chia sẻ màn hình thầy cho mình cùng hỗ trợ luôn. Nhưng mà đó. Nào xin mời Được. Quân ra bảo từ là thầy bật cái loa lên lên tí nhé, loa thầy đang tắt. Quân Nguyên là gia bảo có bạn nào đang thiếu bài không? Chữ Đó. bài equation đi thầy. Bài equation rồi, ok. Xin ta sẽ chưa luôn bài equation. Equation là bài câu lệnh rẽ nhánh nhỉ? Cho thầy một giây nhá để thầy chuyển cái ghế lại, chuyển cái quả này. Rồi, thầy cho mình bắt đầu. Nếu có bạn nào vào học không? Rồi, ok Nguyên. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào với cái nội dung chưa câu hỏi à câu trả lời của Quân là ta sẽ chưa bài. Sau đợt học này của các em xong thì thầy sẽ gửi toàn bộ cái tài liệu thầy giảng dạy các em vào thành một cái file PDF thầy biên tập thành quyển sách này, và trong đó nó có chứa toàn bộ các cái thuật toán tối ưu và các cái lời giải hay kèm theo những cái cốt minh họa để gửi tới các em. Rồi, để cho mình nhỉ. Bắt đầu nhé. Thầy xin chào cô Dũng. Có đủ cả Pascal và Python mà. Yên tâm. Rồi bây giờ thầy cho mình sẽ tiếp tục cái nội dung học của ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta thầy cho mình sẽ thực hiện giải quyết cái bài đầu tiên là bài tập về câu lệnh rẽ nhánh, bài giải phương trình. Thầy gửi lại cái bài này trong nhóm. Đây là một bài câu lệnh rẽ nhánh đòi hỏi kỹ thuật cài đặt khá thú vị nên đổi nhà đốt mình làm mình. Chỗ này Dũng chuẩn bị quan sát để chuẩn bị chứ Dũng chia sẻ màn hình để code trước nhá. Đầu tiên thì thầy giảng bài trước, thầy hướng dẫn thuật toán, sau đó thầy sẽ mời các bạn chia sẻ code bài làm của mình. Chúng ta sẽ cố gắng học một cách hiệu quả, và cái khoảng thời gian thầy tính để thầy hỗ trợ, không phải hỗ trợ mà gọi là để tính học phí thì là 20 buổi, nhưng thực tế thì các cái khóa thầy dạy thì nó thường kết thúc 30 buổi, 40 buổi. Tóm lại dạy khi nào xong chương trình các em đạt được cái mục tiêu đề ra của khóa học thì khi đó ta mới nghỉ. Nên các bạn nhìn thấy cái lớp các cái video thầy đăng sẵn ở
ở trên cái YouTube là thường thầy trò học vui là chính nha. Ta đang ở phần câu lệnh dễ nhánh giúp nhé. Ở buổi trước thì chúng ta đang sử dụng câu lệnh dễ nhánh. Hôm nay ta sang bài tập câu lệnh dễ nhánh. Ở trong cái phần bài tập này là một cái bài tập khá hay. Đề bài cho là phương trình A nhân x cộng B chia cho C nhân x cộng D bằng V. Và bây giờ ta sẽ thực hiện là hãy giải và biện luận cái phương trình này. Đấy. Trong đó nếu mà phương trình có nghiệm cái bảng xếp hạng tí nữa Nguyên nha, để thầy thì mấy hôm nay các bạn học sinh cũng đang cái giai đoạn cao điểm ở chỗ tỉnh thầy, thì đúng tròn một tháng nữa là hơn một tháng mấy ngày nữa là các bạn ấy thi vào chuyên tin, nên cái lượng bài các bạn ấy nộp vào nhiều quá nên cái bảng ranh của thầy nó bay màu, nên cứ mỗi buổi thì tới thời điểm này đang có 163 bạn một bài mình cập liên lại. Nào để mỗi ông. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Chờ về mặt dây. Đang trả lời những phụ huynh học sinh nhiều. À, ông Lợi ông này xin nghỉ để ông chuẩn đi đâu này. Ông Lợi ông bảo là không chưa học hóa rồi. Bây giờ thầy cho mình sẽ giải quyết cái bài toán này. Ủa, sao thầy đang chia sẻ bút thầy bút này? Rồi với cái bài toán này thì nó sẽ xảy ra trường hợp đó là khi nếu phương trình có nghiệm, thầy zoom to nhé, thì người ta đưa PQ là các số nguyên tố cùng nhau. Từ số nguyên tố cùng nhau thì ở đây ta có thêm một cái định nghĩa nhỏ, số nguyên tố cùng nhau là AB là số nguyên tố cùng nhau nếu có ước chung lớn nhất là một. Đấy, thì hai số này được gọi là nguyên tố cùng nhau, ví dụ như là 17 và 20 là số nguyên tố cùng nhau. Như vậy chứ nó không phải là số nguyên tố nhé. Vậy thì cái bài toán này nó quay về bài toán là hãy giải và biện luận phương trình bậc nhất. Thì với cái bài toán này thì thầy trò mình sẽ làm như sau. À, các bạn này. Trẻ tổng xây. Để cắm cái pad đã để nháp vào cho nó dễ. À, được rồi. À, bây giờ ta sẽ quay trở về với bài toán. Ủa rồi. Con bộ xén tóc làm vậy hết hồn con chim én. Được rồi, Nguyên nhớ tài trợ thầy nha. Rồi bây giờ thầy cho mình có phương trình như sau. Ủa. Rồi thì ta có A nhân x cộng B
chia cho C nhân X cộng D thì bằng gì nhỉ? Bằng V. Đấy. Bây giờ thì để giải và biện luận phương trình này thì ta bắt đầu xác định tập xác định hoặc là điều kiện của bài toán. Vậy thì ở chỗ này các bạn cùng tập trung nhé, để tí nữa ta cốt một phát ăn được ngay. Thầy đang ước mơ có con coi i7 thế hệ thứ 11, là cũng là ước mơ đời, không có con kết hợp với cái RAM khoảng 16 hoặc 32 GB có các hình RT cũng được, nhưng mà nói chung ước mơ chỉ là ước mơ, thật là khó. Bởi vì ta sẽ có tập xác định, tập xác định của ta là mẫu số phải khác không, ta có CX cộng D vậy bằng không. Vậy chính xác như vậy. Vậy thì ta có x của ta là khác là trừ d chia cho c. Vậy thì đây chính là điều kiện xác định của bài toán nhé. Rồi bây giờ ta bắt đầu giải và biến đổi phương trình. Phương trình của chúng ta thì ta sẽ biến đổi từ bên trái này sang nhé. Các bạn này. Trở lại để mình tắt cái cửa sổ nháp này cho nó. Rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu biến đổi phương trình. Phương trình này thì nó sẽ tương đương với phương, ta có thể quy đồng mẫu số lên. Ta có a nhân x cộng b thì bằng là v nhân với c nhân với x cộng d. Rồi bây giờ thầy biến đổi phương trình tiếp, thầy quy đồng mẫu số ra, ta có a nhân x cộng b bằng, ta triển khai ra v nhân c nhân x cộng với v nhân d. Ở chỗ này là giải biện và biện luận phương trình bậc nhất. Thầy chuyển tất cả vế trái sang vế phải thì thầy có a nhân x trừ đi v nhân c nhân x cộng với b trừ đi v nhân d bằng không. Vậy thì ở đây ta nhóm thằng x ra thì thầy có a bằng trừ v nhân c nhân với x cộng với mở ngoặc ra là b trừ đi v nhân d bằng không. Rồi tới đây nếu mà thầy đặt P thì bằng A trừ đi V nhân C. Để đặt Q thì bằng là B trừ đi V nhân D. Khi đó cái phương trình sau này nó sẽ tương đương với cái phương trình là P nhân X cộng Q bằng 0. Ở đây Quân và các bạn nhận thấy rằng đây chính là phương trình bậc nhất một lần. Và bây giờ để giải biện luận phương trình này thì chúng ta sẽ giải biện luận phương trao giải và biện luận như sau. Thì ta xét đầu tiên, ta xét cái trường hợp nó vô số nghiệm trước. Nếu P bằng 0 và Q bằng 0, khi P bằng 0, Q bằng 0 thì đây là trường hợp là phương trình vô số nghiệm, thì khi đó ta sẽ thông báo chữ TB thầy ghi nhé, chữ là multiple, multiple giống như đề bài nhớ là chữ in hoa nhá. Rồi nếu p bằng 0 và thằng q khác không, ta sử dụng câu lệnh dãy nháy dạng một, câu lệnh dãy nháy dạng thiếu để xử lý nó luôn thì thông báo vô nghiệm. Vô nghiệm hình như là nó thông báo ra chữ none. Rồi bây giờ ta còn trường hợp khác nữa, đó là trường hợp nếu p khác không. Khi P khác không, cái phương trình bậc nhất một lần, A nhân x cộng B bằng 0, thì khi mà thằng A khác không thì phương trình chắc chắn có nghiệm x thì bằng trừ B chia A. Như vậy thì bây giờ thì tại thời điểm này x của mình có nghiệm là trừ Q chia P. Nhưng mà bây giờ mình đang có một cái điều kiện xác định R ở đây. Như vậy thì nó phải thỏa mãn đấy. Nếu phương trình bậc nhất một ẩn mà có một nghiệm, mà nghiệm đấy mà trùng với cái điều kiện xác định của bài toán, tập xác định của bài toán, thì khi đó ta sẽ phải loại cái nghiệm đấy đi vì nó không thỏa mãn tập xác định. Vậy thì ở đây thì mình bắt đầu sẽ xét cái trường hợp nhỏ. Nếu
Giang khoai bây giờ mới chịu mời thầy nhá, và các bạn nhé. Lần sau nhớ trước khi ăn gì phải nhớ mời thầy và các bạn, chứ để thầy cũng hơi đói. Ăn gói khoai tây. Thế là không được. Vân Giang à, đây là một cái bài tập khá hay, con tập trung sẽ làm được ngay. Đây ta đang giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn. Bây giờ thì phương trình chắc chắn có nghiệm là trừ quy chia p, thì bây giờ ta bắt đầu xét là nếu thằng trừ quy chia p, trừ quy thì mình phải ghi là 1.0, bởi vì trừ quy thì nó là số nguyên mà, chia cho p, trừ quy chia cho p mà bằng trừ d chia c, trừ d nhưng mà do thằng d của mình là số nguyên, c là số nguyên nên mình phải ép nó thành tử số là 1.0, trừ 1.0 nhân với d chia thằng c. Nếu phương trình bậc nhất có một nghiệm mà nghiệm đó không thỏa mãn điều kiện tập xác định, tức là nó bằng ấy, thì khi đó thì phương trình nó sẽ vô nghiệm, ta loại cái nghiệm đấy đi. Phương trình có bậc bậc nhất một ẩn, nó có mỗi một nghiệm, mà nghiệm đấy bị loại thì thôi đấy. Vậy thì ở đây ta sẽ thực hiện là gắn thông báo là ra giá trị là none đấy. Ngược lại ở trường hợp này thì chắc chắn phương trình có nghiệm, vì phương trình chắc chắn có nghiệm nên nghiệm của mình là trừ quy chia p, như vậy thì thầy đặt tử số của thầy là bằng trừ quy, mẫu số của thầy là bằng thằng p. Bây giờ thì chúng ta cần phải rút gọn phân số, ví dụ như phân số của thầy là đang là trừ 8 phần 12 thì thầy phải rút gọn cho 4 thì thầy phải được là trừ 2 phần 3. Vậy thì trên màn hình nó phải đưa ra được số trừ 2 phần 3, hoặc là thầy có 8 chia cho trừ 12 thì thầy vẫn phải đưa ra được là trừ 2 phần 3, tức là dấu thì ta đặt ở tử số. Vậy thì ở trong bài này có một kỹ năng khá hay, người ta gọi nó là kỹ năng xử lý dấu của phân số. Để xử lý dấu của phân số thì ta bắt đầu xét nếu thằng tử số nhân với thằng mẫu số mà lớn hơn không. Khi tử số nhân mẫu số lớn hơn không, theo các bạn kết quả của phân số tử số chia mẫu số này cho dấu dương hay dấu âm? Xin mời các bạn comment vào cửa sổ chat. Nếu tử số nhân mẫu số mà lớn hơn không, quân thì cho là dương. Xin mời các bạn còn lại. Dũng thì sao? Nguyên thì cho là âm. Vân Giang thì sao? Vân Giang rất quyết đoán, thầy tin em. Cũng giúp là âm. Rồi như vậy chỗ này các bạn đang hiểu sai ý của thầy rồi. Ý của thầy là chỗ này này, nếu tử số nhân mẫu số mà lớn hơn không thì phân số này là có dấu dương hay dấu âm, chứ thầy không hỏi thằng này. Nhầm rồi bà con ơi. Nếu tử số nhân mẫu số lớn hơn không thì rõ ràng dấu của phân số đó phải là dấu dương chứ. Vậy thì thầy đặt một cái tên biến dấu, thầy khởi tạo nó bằng dương 1, nó là số 1. Rồi, ngược lại. Các bạn biết tại sao nó là dấu dương không? Bởi vì ví dụ như thầy có âm 4 chia âm 5 thì nó sẽ bằng là 4 chia 5. Vậy thì phân số này có dấu là dấu dương, đúng không? Đấy, ví dụ như thầy có 4 chia 5, đây phân số này tử số nhân mẫu số nó cũng lớn hơn không. Cái thằng kia tử số nhân mẫu số của ta bằng dương 20, nó lớn hơn không nên kết quả phân số này tức là dấu dương. Vậy thì ngược lại ở đây chúng ta sẽ thực hiện ngược lại ở đây chúng ta vì ngược lại ở đây thì ta sẽ có biến dấu của ta bằng trừ 1.
Như vậy thì chỗ này Quân và các bạn nhận thấy ta đã thu được dấu của phân số kết quả. Công việc kế tiếp của ta là ta gắn tử số thì bằng trị tuyệt đối của tử số. Mẫu số của mình bằng trị tuyệt đối. Ta có hàm ABS là hàm trị tuyệt đối nha của mẫu số. Rồi. Khi đó thì thầy gọi R là ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất ta có hàm GCD của tử số và mẫu số. R là bằng ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số. Bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là để rút được gọn được cái phân số. Theo các bạn, phân số 8 chia 42 thì ước chung lớn nhất của số 8 và số 42 bằng bao nhiêu? Xin mời các bạn comment cho thầy vào trong cửa sổ chat. Rồi, xin cảm ơn Quân. Thầy tin em. Sắp cho em một đợt. Giang nhận thấy cười tươi ngay. Nào, xin mời các bạn comment cho thầy biết ước chung lớn nhất của 8 và 42 là bao nhiêu? Rồi, Quân cho là tu, Dũng thì bằng bao nhiêu em? Nào, Dũng, Gia Bảo, Nguyên, Vân Giang, cho thầy biết số 8 và số 42 ước chung lớn nhất là mấy? Gia Bảo cũng cho là 2 ư? Ừ, thầy tin em. Rồi, Nguyên cũng cho bằng 2. Nam Vân Giang thì sao? Vân Giang có nhất trí với 500 anh em ở bên trên không? Hay người dưng ngược lối? Ờ, thầy thấy Vân Giang gửi 42 mà. Tôi muốn hai lớp chung nữa nhé. Có đứa nào có mang dao hay không nhỉ? Ừ. Để thầy xử lý vụ này phát. Ước chung lớn nhất là cái số lớn nhất cả hai số này cùng chia hết. Số 42 số ta sẽ bằng là số 4 nhân 2. Số 42 sẽ bằng là số 2 nhân với số 21. Đúng không? Thì ước chung lớn nhất là cái số mà ta có thể rút gọn lại cho nhau được. Đấy. Như vậy ước chung lớn nhất của nó bằng 2 nàng nha. Vậy thì khi đó R là ước chung lớn nhất, R nó bằng 2. Vậy tử số của thầy sẽ là bằng tử số chia cho R. Ở chỗ này ta nên tìm ước chung lớn nhất và lưu vào một biến để tránh gọi nó nhiều lần. Bởi vì sau khi ta rút gọn tử số, bội chung nhỏ nhất là cái số bé nhất mà cả hai số này cùng chia hết. À. Chia hết cho hai số đó. Vậy thì chỗ này thì khi tính ước chung lớn nhất ta nên tìm sẵn lưu vào một biến tránh gọi nó hai lần nhá. Rồi bây giờ ta có mẫu số của ta sẽ bằng là mẫu số chia cho r, chia cho cái biến r. Vậy thì tới đây thì ta đã thực hiện tính được là tử số và mẫu số rồi và ta đưa kết quả ra. Rồi bây giờ các bạn quay trở lại bài toán. Phương trình của ta đưa ra dưới dạng là x thì bằng p chia q. Vậy thì ở chỗ này các bạn sẽ thực hiện luôn. Vậy chỗ này thầy tách ra. Trời ơi, buồn ghê. Thầy đưa ra x. Hôm nào chắc phải thầy sử dụng cái nốt của ấy mới được. Đấy nhỉ? Thì ta sẽ cao ra. Người ta yêu cầu phải có chữ x, vậy thì các bạn ghi mở ngoặc kép có chữ x. Rồi, xong người ta ghi chữ dấu bằng trước trước và sau dấu bằng có một dấu cách bằng bằng. Rồi mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép. Rồi, sau đó ta đưa ra tử số.
Rồi ok, tí nữa thầy có bản vuốt mà, đây thầy đang giảng cho nó dễ hiểu thôi. Chữ thầy đẹp như thế, Dũng sao lại dám chê nhỉ? Ngày xưa thầy đi thi với viết vở sạch chữ đẹp đấy, năm nào cũng bị loại ngay từ vòng lớp. Buồn ghê. Ở đây ta đưa ra biến tử số là biến P. Rồi sau đó hai dấu bé hơn. Rồi tiếp đến dấu gạch gạch chéo. Rồi sau đó đến biến quy. Đấy. Hãy lưu ý rằng cái bài này của mình đang là bài là đề bài người ta cho dữ liệu đầu vào bao gồm có rất nhiều các bộ số. Vì rất nhiều các bộ số nên tất cả các câu lệnh của các bạn khi CL ra đều phải thêm dòng endline vào nhá. Vậy thì chỗ này ta thêm dấu endline vào. À, cái chỗ này cũng thế. Ta thêm endline vào. Ở chỗ này cũng thế nhá. Endline vào. Tí nữa ta nhảy sang ta. Đấy. Rồi tới đây về ta đếm số mở ngoặc. Đây ta có một dấu mở ngoặc, hai dấu mở ngoặc. Như vậy ở đây ta đóng hai dấu mở ngoặc vào. Rồi trên đây là đoạn code, đoạn nháp chương trình của thầy. Vân Giang có đọc được chữ thầy không? Chữ thầy đẹp mới thế. Quân có đọc được chữ thầy không? Cảm ơn Vân Giang động viên thầy. Thôi thầy đi bụi đời đấy, thầy phải chuyển cái quạt đấy, cái quạt nó nằm ở chỗ này nó không hợp lý lắm. Rồi, mát rồi. Ai. Rồi, sau khi thầy nháp xong thì bây giờ thầy cho mình quay trở lại với cái bài toán của chúng ta. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái bài toán như trên thì về vấn đề cốt thế nào để cho mình đạt được điểm tối đa thì ta sẽ quay ra tổ chức chương trình. Rồi về các bạn trở về tí nhé, để lại xe lại cái màn hình đây, để cái màn hình này. Rồi về ta sẽ quay sang bài toán. Như vậy thì với cái cách phân tích như bài toán trên thì đây là cái phiên bản Word của thầy. Sau khi thầy thử thách các bạn nhìn chữ của thầy ra thì ta nhận thấy ta biến đổi phương trình đặt giá trị phương trình quy về một phương trình một ẩn số biến P và quy. Bước 1 thì ta sẽ thực hiện nhập A, B, C, D, V. Bước 2 ta tính các cái giá trị. Rồi bước 3 thì thầy trò mình bắt đầu xét các khả năng xảy ra. Đấy, nếu nó có nghiệm thì ta đưa nghiệm ra. Quên nhất nhá, quên mất nhá. Khi nãy thầy đưa ra dấu thầy thiếu mất cái này. Tử số của ta phải thêm cái thằng dấu nhân vào nữa nhá. Đấy. Thì trên đây là cái phần hướng dẫn thuật toán. Mấy đứa bảo sao thầy không đưa luôn cho nó nhanh. Rồi bây giờ thầy sẽ cùng với các bạn sẽ code luôn cái phần này để các bạn cùng giải quyết triệt để cái bài toán này nhé. Tí nữa các bạn là
Đây là phiên bản này để dễ nhìn. Khác là khác nào chứ, thầy đẹp như thế vân già quá đáng. Rồi với cái cách phân tích như trên thì thầy trò mình phía bên quân ở đây thì có quân cô được, và quân đồng nguyên cũng cô được khá tốt rồi. Gia Bảo cũng đang trên lộ trình về để thầy cô để có Dũng với Vân Giang cùng quan sát. Phía bên Dũng và Vân Giang các em chia sẻ màn hình thành hai thành phần, một thành phần là code block, một thành phần là cái bản dung thầy đang chia sẻ màn hình nhé. Các bạn co màn hình cho nó bé lại. Sau đó thì ta vừa nghe giảng vừa code luôn, tức là sau khi thầy giảng code xong thì các bạn cũng phải code xong nhé. Hôm nay thầy cho mình học thoải mái, bởi vì bọn trẻ nhà thầy thì hôm nay các cháu về quê rồi, nên mỗi mỗi thầy ở nhà thao quậy. Rồi tới đầu tiên bài này tên nó là bài gì? Equation. Khi tạo project thì ta nhớ tạo project cùng với tên ta tạo cùng với tên, và bây giờ ta sẽ thực hiện cái quân ơi chỗ đấy có nghĩa là như thế này. Trong một cái phương trình bờ đây, trước khi mà mình quy đồng mẫu số nó lên ấy thì mình phải đặt điều kiện xác định, thì x là nó sẽ phải khác là trường, tức là cái phân số của mình là có dạng là a nhân x cộng b chia cho c nhân x cộng d, thì mẫu số phải khác không, vì mẫu số phải không khác không nên ta có là c nhân x cộng d bằng không. À quên, em hỏi là chỗ q chia p khác d chia c đấy, thì do phương trình bậc nhất của mình khi p khác không thì phương trình có ngõ nghiệm là trừ q chia p, mà nghiệm này mà nó trùng với cái điều kiện xác định của bài toán. Điều kiện này là điều kiện, bởi vì khi mình quy đồng mẫu số lên thì mình phải đặt điều kiện xác định đúng không? Ở ngày xưa người ta hay gọi nó là tập xác định, bây giờ người ta gọi nó là điều kiện xác định. Thì khi đó ta sẽ được làm như sau. Đấy. Đấy, điều kiện xác định thì ta sẽ đặt như sau là bên này là thằng trừ q chia p, một bên thằng này là trừ d chia c, nên hai thằng này phải khác không. Vậy cái chỗ này thì phải tại sao phải nhân với 1.0? Bởi vì thằng Q của mình ấy nó là số nguyên dương. À, thằng Q nó là một số nguyên. Thằng P cũng là số nguyên nên Q chia P nó là phép toán chia lấy phần nguyên. Vậy phải ép nó ra số thực. Ví dụ Q bằng 7, P bằng 2. 7 chia 2, còn bên này là 6 chia 2. Nếu chia nguyên thì nó cũng bằng nhau. Vậy thì ta phải ép nó thành số thực. Nhá. À, thầy xin chào Hoàng Huy. Thầy cho mình đang giải quyết cái bài equation ở trong bài trong bài của nó là bài thứ 39, bài giải phương trình. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Rồi để các bạn trở về chuẩn bị phụ huynh học sinh nhắn. Rồi bây giờ thì thầy cho mình bắt đầu nhảy sang code để code. Bên Gia Huy cũng chia sẻ chia cái màn hình ra thành hai phần, một phần màn hình của Zoom và một phần màn hình code block để làm luôn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu code của bài toán này. Rồi bây giờ với cái bài này đầu tiên thì ta sẽ quay trở lại tắt lên. Khi code các bạn Dũng và nhớ tắt cô ấy đi nhá. Bài này ta có cho A, B, C, D và V.
Rồi. Bây giờ ta sẽ quay trở lại làm việc với tệp. Ủa? Hàng xóm nhà thầy đang 1-2-3 rô, 1-2-3 rô. Giờ này 11 giờ vẫn, 10 giờ vẫn rô. Thật là bất cập. Vừa rồi các bạn biết thầy đang làm gì không? Thầy đặt trỏ chuột tại dòng này, thầy ấn tổ hợp phím Ctrl và chữ D thì nó double double ly kết cái dòng này ra. Vậy thì ta sẽ sửa, nhớ sửa, phải sửa triệt để nhá, không khi chấm bài lại hỏng ngay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đề bài. Bây giờ cái đề bài này nó khá thú vị. Đọc cái thằng phải luôn. Ừ, đi vào đi. Làm bài, ta đang làm bài equation nhá, em chia sẻ màn hình thành hai phần để ta làm. Ở trong cái chỗ đề bài ấy thì ta nhận thấy rằng đề bài là dữ liệu vào từ file equation gồm có nhiều test, bài này gọi là bài multiple test. Đấy, bài multiple test. Và bây giờ ta sẽ thực hiện và ta sẽ thực hiện là với mỗi bộ số này thì đưa ra một nghiệm, với mỗi bộ số này thì lại đưa ra một nghiệm. Đấy. Và như vậy đưa nghiệm nào ra thì ta phải xuống dòng nghiệm đấy. Vậy thì chúng ta sẽ làm là đúng như thế. Vậy thì ta sẽ tổ chức theo bài toán cái cách đọc kiểu dữ liệu kiểu này nhá. Người ta không cho số lượng test này. Dữ liệu vào gồm nhiều test nhưng người ta không biết là đề này có bao nhiêu test thì ta sẽ đọc là why say in tên các biến A, B, C, D, V. Sau đó thầy tổ chức thủ tục xử lý thằng A, B, C, D và V. Rồi. Tới đây xong rồi. Và bây giờ ta sẽ tổ chức cái void xử lý các cái số nguyên dương A, B, C, D và V. Cái thằng void là một chương trình con dạng thủ tục, ta hoàn toàn có thể tổ chức nó được. Thì ta sẽ chức năng của một thủ tục là khi chạy chương trình nó sẽ giải quyết một vấn đề gì đấy. Ví dụ như thủ tục xin cấp sổ đỏ chẳng hạn đấy, thủ tục cái giấy làm giấy khai sinh, vậy thì nó là một chuỗi các việc đấy. Vậy thì bây giờ đề bài của chúng ta, ta sẽ bắt đầu giải phương trình làm theo đúng như phương pháp chạy bằng cơm như khi nãy. Các bạn để ý một tí, rồi thầy cho cái thằng này sang đây, thằng này xuống đây để thầy cho mình bắt đầu. Ta có thằng sau khi biến đổi xong thì mình có thằng này. Rồi, tới đây thì ta lại phóng to được rồi. Ta có P. Chỗ này nha, ta có P thì bằng là A trừ đi V nhân C, Q thì bằng là B trừ đi V nhân D. Sau đó ta quay trở lại khi nhìn thấy phép toán nhân hai số nguyên thì ta cũng phải còn rất thận trọng trong đề bài. Đề bài người ta cho là các cái số này ở đây ra bảo và các bạn nhận thấy nhá, các cái số nguyên dương này có giới hạn đâu không nhỉ, không vượt quá 1.000. Vậy vì nó không vượt quá 1.000 nên tích của nó chỉ tầm cỡ khoảng tầm 10 mũ 6 thôi, đúng không? Vậy 10 mũ 6 ta không quan ngại, vậy ta chỉ cần khai báo kiểu dữ liệu là INT. Còn nó mà là 10 mũ 9 thì các bạn phải khai báo và ép kiểu nó thành kiểu long long nhé. Rồi phía bên kia các bạn, chỗ Vân Giang, Nguyên, Quân, Huy và Gia Bảo cả giúp nữa, các bạn code luôn. Ta thực hiện tiếp yêu cầu là bây giờ ta mới bắt đầu xét lần lượt các trường hợp. Nếu P bằng 0 và Q bằng 0, thầy thấy một số bạn code chương trình rất đẹp, các bạn nhớ giữa toán tử và toán hạng có dấu cách ra nhé. Thì CL ra vô số nghiệm chữ multiple. Tại sao quan sát chữ multiple này? Trong đề bài của thầy cho mình, chữ multiple này nó là chữ in hoa. Vì có nhiều test
nên ta thêm cái tham số N-line nữa. Rồi. Nếu P bằng 0 mà thằng Q lại khác 0 thì ta sẽ ra là trường hợp vô nghiệm chứ none. Vì nó multiple test nên ta thêm chữ N-line. Multiple test đấy. Đấy nha, ta thấy chữ năn nó là chữ in hoa nhá, người ta đã để nghiêng đây để cho mình chú ý. Nếu chỗ này các bạn gõ chữ thường khi chấm bài nó cũng sẽ không chính xác luôn. Rồi bây giờ ta còn nếu P khác không, chỗ này các em hoàn toàn có thể sử dụng câu lệnh dễ nhánh dạng 2 bằng if. Nhưng thầy muốn sử dụng này cho nó thật rõ ràng. Bây giờ ta mới bắt đầu thực hiện. Bây giờ thì phương trình mình chắc chắn cũng có nghiệm là phương trình chắc chắn có nghiệm là trừ quy chia p. Vậy thì bây giờ thầy ghi là nếu thằng là trừ quy chia p mà bằng thằng tập xác định của mình, tập xác định của mình là x phải khác trừ d chia c. Cái điều kiện xác định của bài toán, nếu mà nếu phương trình có một nghiệm mà nghiệm đấy lại trùng với điều kiện xác định thì nghiệm đấy sẽ bị loại đi. Vậy thì khi đó ta sẽ xe ra năn. Đấy, như vậy thì ta nhận thấy trong bài làm của mình có hai trường hợp xe ra năn. Trường hợp thứ nhất là phương trình có phương trình có p bằng 0 và q khác 0. Trường hợp thứ hai đó chính là phương trình có nghiệm nhưng nghiệm đó nó không thỏa mãn điều kiện xác định nên nó cũng thông báo vô nghiệm luôn. Ngược lại của trường hợp này đấy, các bạn nhảy xuống enter, nhảy chuột phải chọn format luôn cho nó về đúng vị trí của nó và ta code cho nó đẹp lộng lẫy lên. Câu lệnh nào là con của câu lệnh khác nó lui vào. Quân ơi, GCD mà bị dịch lỗi thì em sử dụng cái thằng gạch chân GCD mở ngoặc như này mà. Đây, từ số phẩy, mẫu số như này mà. Chữ ship trừ nhá, hai dấu gạch chân. Còn nếu không thì ta tổ chức cái giải thuật Euclid để tìm ước chung lớn nhất của hai số U và V. Rồi tới đây thì thầy trò mình đang rơi vào trường hợp phương trình có nghiệm thì bây giờ ta mới bắt đầu đi tiến xác định dấu của biểu thức. Thì bây giờ ta xét rằng là nếu tử số nhân với mẫu số của mình mà lớn hơn không thì chứng tỏ rằng phân số kết quả sẽ có dấu dương, thì thầy khán dấu bằng 1. Ở đây thì thầy khai báo một cái biến dấu. Ngược lại thì dấu của thầy sẽ là bằng trừ 1. Thầy nhấn chuột phải format lại cho code nó đẹp lộng lẫy. Như vậy thì ta xác định được là xác định chỗ này là biến dấu của phân số kết quả. Đây trường hợp này nghiệm trùng với điều kiện xác định của bài toán. Đây là vô số nghiệm. Đây là vô nghiệm. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện như vậy thì sau khi thực hiện công việc xây trên xong ta xác định được rằng phân số kết quả của mình hoặc là dấu dương hoặc dấu âm. Vậy thì tới đây ta gắn tử số của mình thì bằng trị tuyệt đối. Hàm trị tuyệt đối là hàm ABS của tử số. Rồi mẫu số của mình thì bằng là ABS của thằng mẫu số. Tại sao thầy phải sử dụng thằng ABS? Bởi vì nếu không lấy trị tuyệt đối của nó thì khi ta đi tìm ước chung lớn nhất của các một số âm với một số dương thì thực sự đó không phải là cái hay. Vậy thì khi đó ta sẽ thực hiện gọi R là ước chung lớn nhất. Ta có hàm GCD. Các bạn giữ phím Shift và hai dấu trừ của thằng tử số và mẫu số. Tới đây thì ta thu được R là ước chung lớn nhất. Vậy thì ta sẽ rút gọn phân số
Tử số mẫu của thầy thì sẽ bằng tử số cũ chia cho r. Mẫu số của thầy thì sẽ bằng đằng mẫu số cũ chia cho r. Như vậy thì thầy đã rút gọn được phân số. Bài toán này ta đang rút gọn phân số và đưa kết quả ra. Bây giờ ta đưa ra phương trình, người ta trong đề bài người ta có ghi một cái khá rõ ràng, đó là có dấu chữ x bằng. Đây các bạn nhìn thấy này, trước trước chữ x nó có một dấu bằng này, cách bằng này, sau đó mới đến tử số chia mẫu số. Vậy thì chỗ này các bạn xem ra chữ mở ngoặc kép x cách bằng cách rồi, rồi hai dấu bé hơn tử số này. Ủa, sao máy thể lag cái nhỉ? Rồi hai dấu này, rồi mở ngoặc kép chia này, dấu chia thì ta chia ghi dấu chia này, chia cho hai dấu rồi mẫu số. Đấy. Rồi ta thêm cái like bởi vì nó có nhiều nghiệm. À, tới đây thì xong rồi. Vậy thì các bạn nhận thấy rằng thầy cốt đến đâu đẹp đến đấy, thì chương trình của mình nó sẽ đẹp lộng lẫy như thế này. Chữ góc quảng cáo. Yên tâm, vài hôm trong nhóm thì chắc là trong nhóm mình Vân Giang sẽ là bạn có cốt đẹp nhất. Sau đó người thứ hai chưa biết là ai. Rồi bây giờ ta nhớ rằng với những test dạng này thì ta phải chạy bắt buộc phải làm việc với tệp nhá, vì ta sử dụng câu lệnh while say in. À quên, xin lỗi bà con, đây sử dụng dấu sao cho phép toán nhân. À cái GCD nó có sẵn, chờ thêm một tí, nó đang ghi nha, xem nó đang báo lỗi mịt mù gì. À đây là dấu trừ của thầy, nó đang là không phải dấu trừ. Để trong si cộng cộng nó có hàm GCD để đi tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương U và V. À chỗ này thầy đang còn thiếu mất một dòng, ta gắn tử số bằng là ta có P nhân X cộng Q bằng 0. Như vậy tử số thì bằng trừ Q. Mẫu số thì bằng P. Rồi, ta nháy chuột phải chọn add file để thêm file out vào. Nếu mà trên file out các bạn không nhìn thấy đuôi thì bên tay phải này nó có chữ, trong mục title nó có chữ đuôi file out đây. Để nút open để thêm. Đấy. Thì ta ra thấy rằng kết quả nó ra được. Ở chỗ này thì ta thấy rằng của ta mới được 9 phần 7. Mà ta đây là âm 9 phần 7. Như vậy tử số của mình đang bị thiếu mất cái dấu. Rồi qua đây chờ tí. Eo test nào. Vậy tử số ở đây thì ta phải nhân dấu nữa nhá. Dấu nhân với tử số. Ở đây chú ý đây biến dấu đây. Dấu nhân với tử. Dấu đặt ở trên tử số nhá. Rồi và tiếp đến xin mời Vân Giang chia sẻ cốt bài làm của mình. Sau đó tiếp đến đến Dũng. Rồi từ từ thầy đã bảo chia sẻ đâu nàng ơi, từ từ đợi thầy đã chạy thử đã. Chưa gì đã cướp sóng rồi. Mệt quá. À trong Pascal không có nguyên nhá. Trong Pascal sử dụng giải thuật Euclid. Chờ thầy một giây. Cái nàng Vân Giang chưa gì mà nàng đã đòi cướp sóng của thầy, nguy hiểm thật. Để thầy đưa nghiệm ra. Đây là đi tìm ước chung lớn nhất. Ở đây là rút gọn phân số. Tử số và mẫu số. Rồi bây giờ thầy chia sẻ cái bài làm.
Ok Nguyên, SOS thì giải quyết ra tới Nguyên luôn. Rồi các bạn làm bài của mình và chờ thầy 1 giây để thầy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải quyết tiếp với cái trường hợp của phía bên kia. Xin mời Vân Giang, Gia Bảo, Dũng và Huy làm nhé. Thầy hỗ trợ Nguyên một chút ở trong cái bài cái hàm GCD chỗ cái thủ tục này. Chỗ thằng GCD này. Vậy thì chỗ Nguyên thì khi code thì ta sẽ khai báo biến R sẽ bằng là ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số nhé. Và bây giờ thầy hỗ trợ bạn là thực tế về giữa Pascal và C cộng cộng thì nó có tương tự nhau thôi. Thằng Pascal thì nó xanh lè như quả chè. Huy ơi, nó là giữ phím Shift trừ 2 gạch nhé. Đúng rồi, như bạn Quân vừa bảo đấy, nó là 2 dấu gạch. Chỗ Nguyên quan sát nha, ta tổ chức một cái hàm. Ta tổ chức một cái hàm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương U và V. Kết quả trả về là một số nguyên. Kết quả trả về là một kiểu số nguyên. Và bây giờ ta sẽ thực hiện khai báo một cái biến R là biến phụ. Ngày xưa ông Euclid, ông là hàng xóm nhà thầy, ông ở ngay bên cạnh. Ông sống ở trước công nguyên. Thì ông nghĩ ra cái giải thuật Euclid thì như sau. Ông thực hiện là chừng nào V đang còn lớn hơn không? Thì ông ấy thực hiện công việc như sau. Ông gọi R là bằng phép toán thằng U chia cho thằng V. Sau đó ông gắn U thằng U bằng thằng V, thằng V bằng thằng R. Đấy. Sau khi thực hiện công việc trên xong thì ước chung lớn nhất nằm ở thằng U, vậy thì ông ấy sẽ đu. Chắc lúc đấy ông đang còn con chip MacBook chip M3 để thực hiện chạy giải thuật này. Ủa? Thầy thiếu dầu đâu. Thầy thiếu ta thử chạy với số 12 và số 25 thì ủa số 2 12 25 không có nha. Lấy số 12 và số 18 chẳng hạn. Thì ước chung lớn nhất của nó bằng 6, đúng không? Thì 12 chia cho 6, 18 cũng chia hết cho 6. Rồi, như vậy thì đây là hàm đi tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương U và V nhé. Rồi, theo thứ tự từ bé đến lớn.
Xin mời Vân Giang chia sẻ bài làm của mình. À, chỗ giải thuật Euclid các bạn đã nắm được rồi chứ? Rồi, xin mời Vân Giang. À, em kéo thằng INT main xuống dưới đi. Xuống dưới tận tip là em cái dòng số 3 em xóa đi. Hoặc là cắt nó đi cũng được. Rồi xuống xuống dưới tí 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 xuống dưới, xuống hẳn phía dưới. Đấy cái chỗ dòng ba sau dòng 35 cho tụt xuống. Đấy, em có INT main đóng ngoặc mở ngoặc ở đấy. Chỗ đó bịt quy. Chỗ dòng số 7 bị sửa lại thành biến quy. À vừa rồi Quân hỏi test 3 đợi thầy một tí. Cô ơi, thầy vừa gửi test 3 em thử chạy cái test này xem nó ra gì, quên thầy chưa mở nó ra. Ai à, dạ, cái test này hiểm thế. Nếu ông nào ông nghĩ ra test toàn số 0 này thì chạy gì à rồi. Số 0 nó phải là vô số nghiệm chứ nhỉ. Test này hiểm quá. Thầy lấy test khác, test 11. Úi giời ơi. Rồi, cú lửa to quá. Tết này thì chạy chạy gì hả rơi. Tết này nó cũng ra năn. Để thầy xem. Vân Giang cứ ấy nhá, để thầy tìm tết cho Quân mình khác. Tiết 32. Thì rồi, có một tay đẹp rồi. Đây, nghiệp này đẹp ghê. Quân thử chạy cái test kia xem nó ra, đó là test 32 nhé. Rồi bây giờ xin nàng xin mời nàng cái chỗ đấy em thiếu dấu chấm phẩy cuối dòng thôi. Khi nào mà mình nháy chuột phải chọn format mà nó cứ nhảy toát toát vào trong ấy, là do bị thiếu dấu chấm phẩy nhé. Em format lại code đi. Rồi chạy thử chương trình. À, khoan cái chỗ cout ấy, chỗ dấu nhân tử số em bỏ cặp dấu ngoặc kép đi. Còn sau dấu bằng chỗ x bằng em thừa một dấu cách rồi phải không nhỉ, em kiểm tra xem đó mấy dấu cách. À dấu cách nào phải cách ra à, rồi ok chắc là em mắt thầy nhìn nhầm rồi. Phương pháp chạy bằng cơm chạy ấn nút chạy chương trình tiếp đi.
Nó báo là thiếu dấu chấm phẩy ở cuối dòng bên trên, cứ dòng nào nó thụt vào thì dòng bên trên thiếu dấu chấm phẩy. Đây cũng là một cái kỹ thuật phát hiện lỗi hay. Xóa luôn nó đi, cái đó nó báo thừa. À, làm việc với tem nhé, em tạo tại file input rồi. Cái bọn YCI này mình không chạy bằng cơ bằng tay được. Quân ơi, tem kia được cho em. À, để thầy gửi test đề bài qua cửa sổ cho nhanh. Đổi nhỉ. Đấy, lấy cái test ở dưới dưới cùng đấy. Nàng vượt ra là kỹ năng tin học rất tốt nhé, rất chuyên nghiệp, thao tác nhanh gọn. Rồi xin mời Vân Giang đọc bài. Rồi kế tiếp xin mời Gia Bảo. Nguyên đang xe cái gì mà nó xanh lè như cục chè đấy. À, em thêm rồi chúc Nguyên kiểm tra lại code tí nữa thầy sẽ Nguyên để ý cái chỗ tử số bằng tử số chia r, mẫu số bằng số mẫu số chia r, em sử dụng phép toán chia lên phần nguyên là phép toán deep nhá. DIV. Các biến đều là kiểu nguyên hết, không có cái thằng nào kiểu real đâu nhé. Rồi xin mời Gia Bảo chạy chương trình. Xem file input của bạn nào. À đây à, em thêm một bộ số nữa, ấn enter tụt xuống. Có bộ số 5 số 1. Rồi, xin cảm ơn Gia Bảo. Quay lại code thầy xem nào. Rồi, xuống dưới nha. Rồi, cố gắng cốt chương trình đẹp nhé. Ngoài đúng ra còn phải đẹp nhé. Ai chả thích cái đẹp, đúng không? Không có cái đẹp thì người ta tổ chức cuộc thi hoa hậu để làm gì. Rồi, bây giờ xin cảm ơn Gia Bảo. Xin mời bây giờ đến cái anh Nguyên đang chia sẻ nhà. Xin mời Nguyên ạ. Dũng chuẩn bị nhé. À, các bạn xem trong cái phần dễ nhánh chúng ta. Rồi em quay trở lại lăn chuột. Rồi xong rồi. Ấn phím F5. Rồi lên trên cùng đi. Ta sẽ từ trên sẽ xuống. Đấy, do bạn không tổ chức nó thành một chương trình con nên từ từ cái thằng đấy cứ kệ nó đi. Rồi ok, bắt đầu trước chữ begin ở chữ chính chính nhé, em mà nên t enter tụt xuống chỗ begin ấy, của chữ chính chính nhé. Không đấy,
Rồi em ghi chữ procedure, procedure, procedure. Cách cái là xử lý. Mở ngoặc ra cái A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy V kiểu long in. Nào, không 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 khai báo kiểu đấy, phải truyền tham số vào. Bởi vì nếu không thì khi mà em khai báo cái biến va ở trong procedure ấy thì cái biến đó là biến phụ của chương trình đấy, nó không thể nhận giá trị từ cái đường truyền ngoài vào được, nên mình phải mở một cái cửa. Nào, đập cho một phát bây giờ. Tôi chỉ tới V thôi, bởi vì bây giờ mình cái procedure xử lý này sẽ giải quyết. Rồi bây giờ va khai báo ở đây, ta khai báo các cái biến cần thiết là các biến P, biến Q, biến dấu, bứa tư, tử số, biến mẫu số. Rồi không 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 cần cái biến này đây, cái biến R đấy. À đúng rồi, ok. Ở enter tụt xuống. Rồi đúng rồi, hoàn toàn chính xác. Rồi bây giờ ta gắn P thì bằng là A chữ V nhân C, Q bằng đường này. Nếu P bằng 0 và Q bằng 0 thì ra chữ right multiple, em sử dụng câu lệnh right line. Rồi không có chữ L, bỏ cái dòng L đi. Tất cả các câu lệnh này mình khơi chỉ sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng một thôi. Bởi vì nó đã rẽ vào một đường nào thì nó sẽ không rẽ vào tất cả những thằng còn lại, thì mình đỡ phải mất L nhiều, mất công chưa kiểm soát. Rồi sau nếu P khác không thì em gắn begin tụt xuống. À quên quên quên, chỗ này không cần begin, bởi vì cái cấu trúc này, IBL này là cấu trúc là một câu lệnh đơn. Nếu cái chữ 1.0 thì bỏ đi, ở trong Pascal không cần. Cái chữ trừ kia, trừ không, không để lại dấu trừ nhé. Rồi. Thực tế là mình có thể để dấu trừ. Tôi sử dụng câu lệnh right line. Right line none. Right line none ở bên trên đấy nhé. Rồi kế tiếp tử số bằng trừ q, mẫu số bằng p. Nếu tử số nhân mẫu số lớn hơn không thì dấu bằng một, ngược lại dấu bằng trừ một. Tử số bằng chỉ tử số mẫu số mẫu số thì r gọi là ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số, tử số và mẫu số. Cái câu lệnh right x bằng, em right cách chữ dấu bằng cách nhá, sau dấu bằng cách nhá. Rồi rồi bây giờ quay về chương trình chính. Cho read cho em ở enter tụt xuống. Không, cái thôi cái chữ read xử lý, cứ mở ngoặc xử lý với bộ số đấy. Rồi bây giờ cho read em bạn enter tụt xuống đi. Không, cho thằng read rơi xuống. Rồi enter cho nó tụt xuống. Rồi ở đó em sử dụng câu lệnh là why not else, câu lệnh why. Mở ngoặc cái EOF đóng ngoặc mở ngoặc, không cứ chữ đóng ngoặc mở ngoặc kiểu tham số ấy. Mở ngoặc ra đây, bỏ đấy, mở ngoặc ra cái đóng ngoặc phải nhá. Rồi do, rồi begin, rồi còn dưới kia cho n chấm phẩy. Rồi chạy thử xem sao. Mở file equation ra xem trong đây có gì. Đấy, em chạy lại test đề bài đi. Test đề bài là 1, 2, 3, 4, 5 và 5 số 1. Không, em ra thêm bộ số 11 nữa đi. Để xem nó có đã xử lý được multitask chưa. Enter từ xuống 111, nó có nhiều bộ nghiệm cùng một lúc. Rồi.
nhớ lưu em phải close cái file kia lại nhá, nhớ close lại file input nhá. Rồi như vậy cái câu write nghiệm ra là mình chưa chưa write line xuống dòng, chưa write nghiệm đúng không? Rồi ok, câu đẹp và lộng lẫy rồi. Rồi em làm một đồ bài nhé. Làm Vân Giang có nhất thiết nên là phải xử lý thế không? Xin mời Vân Giang, Nguyên và Quân, các bạn nào mà có bài nào câu hỏi về câu lệnh dây nháy thì xin mời các bạn đặt câu hỏi để thầy giải đáp nhé trong các tập bài của thầy cho mình. Rồi theo thứ tự từ bé đến lớp, từ bé đến lớn, xin mời Quốc Dũng nào. Những cái dòng ghi Những chú cái dòng ghi chú thì không phải câu không lại nhé, phải câu lại nhé. Các bạn làm tiếp, Các bạn làm tiếp nhánh ở trong, nhánh ở trong trong lúc em trong lúc em dùng dùng Vân Giang cần hỗ trợ Vân bài Giang cần hỗ trợ bài này.
Quân Quân không lên được mày không còn lên bị được mày còn bị đấy à đấy trừ à trừ mất à thế à à Quân thế à Quân rồi rồi ok ok cái đó sử dụng cái giống đó sử nhất dụng giống nhất dù sao ấy dù sao ấy Ibsen, Ibsen, thêm chữ gen, thêm chữ gen. Quên không phải gen mà Quên thêm không phải phải gen gen mà mà thêm nó là dòng nó là 21. dòng 21 Đấy, đóng ngoặc mở đấy, ngoặc, đóng ngoặc mở ngoặc. Có bạn nào thiếu Có bạn bài nào thiếu bài thì thầy gửi thêm thầy nhá. gửi thêm nhá. Cứ mơ mỗi Cứ lần mơ này mỗi lần này ông Dũng này ông ông chia Dũng sẻ này ông chia sẻ lòng 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 vọng lòng vọng rồi ok Quân rồi ok Quân ok Các bạn nhé trên trên đủ để em chuẩn bị bài cho mọi người.
Chu Dũng được chưa nhỉ? Thầy vừa đi có bài xong. Nguyên Nguyên à? thôi Thôi rồi, rồi. để thầy xem nào, Để thầy xem nào. Equation, Equation. equation, equation. Nguyên kiểm tra Nguyên xem, kiểm tra xem. à đúng rồi À Quân, đúng rồi đúng. Quân, À ở chúng mà quan sát chúng nha, mày. quan sát nha, Chúng tôi lên đây tốt lên để để thầy dòng dòng. khoan đã nộp Khoan bài, đã đã nộp nộp bài. bài. Ở cái ông Dũng này, Ở cái ông ông Dũng Dũng này này. ông à tắt loài, à tắt loài. À, Dũng quay À, lại, có Dũng quay lúc lại, có lúc phóng to cô lên, phóng to cô to. lên rồi, bắt đầu Rồi, nhá, bắt bắt đầu đầu. nhá. Cái lăn lên trên nào, Lăn lăn lên lên trên nào, trong số 12 số chữ 12 năn. chữ năn là No name, no name. trong Trong 12, 12 12 chữ năn mà, chữ năn mà. chữ năn là nó ghi Chữ năn là năn. nó ghi như vượt dàng quá Vượt đã, dàng quá đã điện tử lại, điện tử lại. rồi, Rồi. rồi xuống dưới nhá, xuống dưới nhá. À, chỗ biến À, x, chỗ biến x 31 cho thành 31 chữ, cho thành sigma chữ sigma. dòng 31, dòng Dòng 31 đấy, cho nó thành, đấy cho chữ nó thành chữ cách nha, cách nha, không cách không bừng. cách bừng, cách phát nữa, cách phát nữa rồi, Rồi, không không, một 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 cách thôi, một một cách thôi rồi, xuống dưới tiếp rồi nào, xuống dưới tiếp nào, xuống chương trình chính, xuống chương trình chính, cái chương trình chính cái nó ở chương dưới, trình chính chính nó ở ở đâu, dưới, xóa mấy cái dòng xóa trống, mấy mấy cái cái dòng dòng trống, trống. rồi nháy chuột Ở phải, trong nháy chuột phải cho cái rồi, cái chữ, rồi cái chữ xuống chương trình chính, xuống phóng chương to trình lên chính đây phóng nào, to lên đây nào. rồi sử dụng Rồi phím, sử dụng yến phím, châu ấy, yến châu ấy, bàn phím ấy, bàn phím ấy, đóng cái cửa đóng sổ, cái cửa sổ. rồi Rồi ok thầy nhỉ, ok thầy nhỉ, nội chạy nội thử lại chương chạy thử trình, lại lại chương chương trình trình và đúng trang và đúng trang. cái bài này, nó Cái bài bài này này nó hơi rồi, rồi ok. Trung Nguyên, à, Trung Nguyên báo gì đây, báo gì đây, xin mời Nguyên chia sẻ lại bài nào. Ủa, ông Nguyên có gì chia sẻ không? Rồi như như vậy thì qua cái bài này thì các bạn chú Gia Huy xong chưa?
Cà chua Huy. Em cứ chia sẻ đi để xem nó bị lỗi đâu mà xử lý chứ. Nguyên cứ chia sẻ đi nhanh tay. Nhanh tay để ta còn sang phần sau. Phần sau rất nhiều thứ hay ở phía sau. Đó, Nguyên chia sẻ lại xem nó bị lỗi ở chỗ nào. Phần trước. Không, em quay sang trình chấm nó báo gì nào. Và trang lên web chấm ấy, xem lịch sử chấm nó báo gì. Chia sẻ trang web. Trang web chứ không phải là rồi. Dừng. Nó báo kết quả khác đáp án. Tại sao kết quả khác đáp án nhỉ? Em ấn vào nút chấm bài nào. À, cái đó là nó báo là các biến không dùng để trong chương trình. Cứ kể nó đi. À, em đóng cửa sổ này vào. Ấn vào nút chấm bài. Rồi kéo chuột xuống dưới, chọn chữ Y qua sần. Ở góc phải phía dưới. Ở góc phải phía dưới nó có mà xuống dưới rồi là kéo xuống dưới đây xem này. Sao cốt này bắt can lại sai được thì em gửi cốt qua cửa sổ Zalo hoặc cửa sổ ấy để thầy chạy trên máy thầy xem sao. Các bạn có câu lệnh lập for thì xin mời các bạn tiếp tục làm bài và nộp bài lên hệ thống nhé. Thế này chắc là nó là ủa sao nó lại là vô hạn này à, cuối cùng nó cũng chạy xong. À. Xem.
Đúng. Tết này đúng. Vậy phải ao nó ra cái gì nhỉ? Này thì nguy hiểm quá. Các bạn cứ lên làm vần đồ bài nhá. Chúng ta hiểm đánh nhau. Trời. À được rồi. À chỗ Nguyên thì để ý là nó chỉ thay mỗi cái chỗ lệnh này bằng read line là được nhá. Em sửa nó thành read line đi. Còn lại đâu thể thấy nó đúng hết rồi. Sửa chỗ này thành chữ read line nhé, đọc hết một hàng. Sau đó em nộp lại trên server xem sao. Vì thường thì chỉnh chấm thì nó cũng không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình à. Rồi bây giờ thầy cho mình Huy ngày mai sẽ nộp bài vào nhé. Đi chơi về chưa thấy một quả. Hôm nào ra Huy hôm nào ra đây đi học đấy, hình như mùng 2 đúng không? Đến mùng 2 là cái lớp cấp tốc học thì nhớ ra luôn nhé. Nếu không có chỗ ở, qua nhà thầy ở. Hôm nào Vân Giang mà về Yên Bái thầy chơi nhớ qua nhà thầy chơi. Nhà thầy gần chỗ trường chuyên. Đi cách khoảng 2 cây. Hôm nào nhóm ta mà họp được ở Hải Phòng, hy vọng Vân Giang sẽ bao cả lớp đi, cả lớp ta đi ăn. Đấy. Rồi, ok. Yên Bái lấy đâu ra bánh đa cua? Có mỗi Hải Phòng có bánh đa cua à? Hải Phòng có món dừa dầm Hải Phòng. Bây giờ ông Hoàng Huy ông vừa đi Hải Phòng về không hỏi Vân Giang ship cho con tôm hùm Alaska hoặc con cua hoàng đế chụp cho một cái ảnh ông gửi cũng được. Ok. Ok Vân Giang. Được đấy. Buồn Vân Giang. Rồi, hôm nay thầy trò mình tiếp tục với câu lệnh lặp nhá. Ở trong phần ngày hôm nay thầy trò mình sẽ tiếp tục với nội dung từ từ trước khi tiếp tục nội dung để thầy kiểm tra lại cái thời gian hệ thống. Không thì thầy trò đang dạy vui vẻ tự nhiên nó bận. Các em lưu ý video bài giảng thầy up trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành, bạn nào chưa like, share, comment kênh của thầy nhớ đăng ký kênh giúp thầy. Xem video nhớ like thả tim cật lực nhá. Cái này như là nó chỉ cho bây giờ là không quá trong ngày thì này. Mà không quá trong ngày rồi. Ủa, bây giờ là mấy giờ mà không cho? 20 à? À, cái tí thiếu ta là mình xuống thêm. Rồi, như vậy qua cái bài ngày hôm nay thì thầy trò mình sẽ tiếp tục với cái nội dung bài giảng hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm việc với phần cấu trúc lặp. Bây giờ cũng hơi muộn nên chúng ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh và quay ra làm việc một cách hiệu quả. Đầu tiên thì cấu trúc lặp nó sẽ giải quyết các bài toán có tính chất lặp. Cái việc lặp đi lặp lại thực hiện việc gì đấy. Ví dụ như thầy muốn viết ra cái chữ Hoàng Nguyên, 100 chữ Hoàng Nguyên chẳng hạn. Thì thầy sử trong Pascal thì thầy sử dụng câu lệnh write Hoàng Nguyên 100 lần, thầy copy copy. Trong C cộng cộng muốn viết ra được chữ Vân Giang 100 lần thì thầy phải là CL Vân Giang, CL Vân Giang hết tuổi thanh xuân. Vậy thì việc lặp lại với số lần lặp biết trước thì ta có thể sử dụng câu lệnh lặp với là for ở trong Pascal. Trong C cộng cộng thì cái for câu lệnh lặp for nó đã còn thực hiện nhiều hơn ý nghĩa với câu lệnh lặp và với số lần lặp biết trước. Nhưng thường thì người ta hay sử dụng câu lệnh lặp for.
cho câu lệnh lặp với số lần lặp biết trước. Câu lệnh why là câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước. Rồi, ở trong cái chủ đề ngày hôm nay thì thầy trò mình sẽ tìm hiểu về cái chủ đề về cấu trúc lặp. Trong cái chuyên đề cấu trúc lặp nó cũng hình thành cho các bạn đủ kiến thức để đi thi các cái kỳ thi cơ bản như một cái kỳ thi ở cấp cơ sở như cấp huyện chẳng hạn. Nếu mà học xong cấu trúc lặp kết hợp với sử dụng một ít được à đấy thì các bạn có thể giải quyết được rất nhiều các bài toán có thuật toán hay. Vậy thì trong phần này thì ta có các khái niệm về số chính phương, số nguyên tố, sàng nguyên tố Eratosthenes, các bài toán về ước số, các tính chất bội chung nhỏ nhất, ước chung lớn nhất, các giải thuật nâng cao như giải thuật sàng tổng ước, sàng đếm ước, các số có tính chất như số đối xứng, số hoàn hảo, vân vân. Và các loại cái số khác nữa. Như vậy thì ở trong phần cấu trúc lặp này, nhiệm vụ của thầy trò mình học được rất nhiều thứ hay và thầy tin chắc là trong các cái buổi học tới thì thầy trò mình sẽ làm việc một cách hiệu quả. Với cái nội dung học này, sau khi thầy trò mình sẽ mất một khoảng thời gian học cấp tốc thì các bạn sẽ học xong phần cơ bản. Thì đến lúc phần chuyên đề chuyên sâu các bạn sẽ rất nhàn bởi vì các bạn có background rồi, tức là kiến thức nền bằng nhau. Xuất phát điểm như nhau thì tất nhiên bạn nào làm xong trước thì sẽ được nhiều hơn. Rồi, và đầu tiên thì ta quay trở lại với câu lệnh lặp ở trong cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Ở trong cấu trúc lập trình C cộng cộng, câu lệnh lặp for nó được thể hiện bắt đầu bằng từ khóa for, sau đó đến kiểu dữ liệu, sau đó đến tên biến, giá trị đầu, tên biến, giá trị cuối và tăng biến đếm lên. Ở đây là ta có chuỗi các câu lệnh. Trong câu lệnh lặp for muốn thực hiện nhiều lệnh, ta đặt nó trong cặp dấu đóng ngoặc mở ngoặc. Trong cấu trúc câu lệnh lặp for thì giá trị đầu, giá trị cuối và biến đếm thuộc kiểu dữ liệu đếm được. Thông thường thì ta có hai kiểu dữ liệu đếm được thường sử dụng, đó là kiểu tra và kiểu số nguyên. Ta hay sử dụng kiểu INT hoặc long long. Đấy là hai thuộc kiểu đếm được nhé, nó thuộc kiểu dữ liệu đếm được. Câu lệnh lặp for thì để giải câu lệnh này gọi là câu lệnh for dạng tiến, tức là ta for cho y chạy từ 1 tới n chẳng hạn thì gọi là câu lệnh for dạng tiến. Nên giá trị đầu nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối. Đấy. Khi ta for dạng tiến thì giá trị đầu của ta nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối, thì chừng nào biến đếm đang nhỏ hơn giá trị cuối thì thực lặp lại chuỗi câu lệnh này. Rồi bây giờ có ví dụ như để cho y chạy từ 1 cho tới n. À, rồi ok Huy. Mới có sớm mà, mới có 11 giờ 25. Thì ta ví dụ như để cho y chạy từ 1 đến n thì ta sử dụng cấu trúc for y chạy từ 1 đến n. Rồi. Sau này thì trong phần thuật toán thầy sẽ ghi là duyệt y chạy từ 1 tới n nhé. Trong phần trình bày thuật toán thì thầy sẽ viết tắt như thế này. Thì khi code chương trình các bạn sẽ mặc định là for y chạy từ 1 đến n như trên nhé. Thì ta sẽ thực hiện chạy chuỗi câu lệnh. Bên cạnh đấy thì các bạn có thể for lùi, tức là ta for chạy từ cuối về đầu. Đấy, thì ta for tên kiểu dữ liệu, tên biến, giá trị cuối, tên biến lớn hơn giá trị đầu và giảm biến đếm đi. Đấy, gọi là câu lệnh là for cuối. Về câu lệnh này sau này trong phần thuật toán thì thầy ghi là duyệt y chạy từ cuối trở về đầu nhé. Sau này ta sẽ thực hiện câu lệnh như thế này. Duyệt chạy n quay về 1 thì khi code các bạn for y chạy từ n quay về 1. Và đó là trong như vậy thì trong C cộng cộng thì ta chỉ có câu lệnh for dạng tiến và câu lệnh for dạng lùi. Quay một chút ở bên trung nguyên thì ta có câu lệnh lặp for to do trong Pascal thì ta có for biến đếm bằng giá trị đầu, tu giá trị cuối, do thực hiện chuỗi câu lệnh. Chuỗi câu lệnh muốn thực hiện thì ta đặt trong khối begin và end chấm phẩy. Đấy. Trong đó biến đếm giá trị đầu, giá trị cuối thuộc kiểu dữ liệu đếm được. Theo kiểu dữ liệu đếm được thì ta có hai kiểu là kiểu nguyên và kiểu ký tự, kiểu tra đấy.
giá trị đầu phải nhỏ hơn bằng giá trị cuối, bởi vì ta chạy từ đầu đến cuối mà, đúng không? Thì rồi về bây giờ các bạn quan sát cho thầy nhá. Nào, chương trình ra cắt dự, chúng ta bắt đầu dự đoán nhá. Mọi người cùng quan sát rồi. Hãy cho thầy biết. Ủa, sau đây toàn là bắt cam nhé. Bạn chờ thầy tí. Và sang nào. Biểu sinh lục cộng. Rồi, bây giờ xin mời Vân Giang và cùng các bạn. Rồi bây giờ ta sẽ có như sau, thầy khai báo tổng S bằng 0, thầy cho y chạy từ 1 đến 3. Và sau đó thầy thực hiện câu lệnh for y chạy từ 1 đến 3 thì thầy ghi như này. Các bạn qua quan sát nhá. Cho chuỗi câu lệnh như sau, hỏi sau khi chạy chương trình thì kết quả bằng mấy? Rồi, xin mời chờ góc ra cắt dự, xin mời cửa sổ chat. Quân cho bằng 6. Không, thầy hỏi sau khi CAS ra, S bằng mấy? Rồi, quân cho bằng 6. Nguyên, Vân Giang. Nam vẫn trang cho bằng mấy? Gia Bảo. Mạnh dạn lên. Gia Bảo cũng cho bằng 6. Như vậy thì ta sẽ thử xem hoạt động câu lệnh là for nó sẽ hoạt động như sau. Bắt đầu thì biến đếm nó sẽ gắn bằng giá trị đầu, do đó y sẽ có giá trị bằng 1. Nó kia kiểm tra biến đếm có nhỏ hơn giá trị cuối hay không. Nó có kiểm tra xem có nhỏ hơn giá trị cuối hay không. Vậy thì tại thời điểm này biểu thức y nhỏ hơn bằng 3 sẽ trả về giá trị true hay false. Các bạn comment cho thầy biết. Chỗ này điền là true hay false. Y nhỏ hơn 3, biểu thức này sẽ cho giá trị true hay false. Rồi ra bảo trả lời rất nhanh chóng, nó bằng true. Khi biểu thức điều kiện đúng thì câu lệnh lần này nó được thực hiện. Tại thời điểm này S của mình đang bằng 0 cộng với 1, vậy thì S của ta đây có tổng bằng 1. Sau đó gặp câu lệnh y cộng cộng, đây là câu lệnh tăng biến đếm với bước đếm tăng lên 1 đơn vị, nó tăng lên bằng 2. Tới đây nó lại quay trở lại biến đếm có nhỏ hơn thằng y hay không. Thì ta thấy rằng rõ ràng ở đây nó thể hiện rất rõ 2 nhỏ thua 3, như vậy thì như Quân cũng trả lời nó bằng true. Khi nó bằng true thì câu lệnh chuỗi câu lệnh được thực hiện. S của thầy bằng S cộng Y. Các bạn comment cho thầy biết chỗ này thầy điền số mấy. Rồi, Quân và Gia Bảo là cho bằng 3. Nguyên và Vân Giang thì sao? Ta cho bằng là 2 cộng 1 bằng 3. Ok. Sau đó Y tự động tăng lên một đơn vị bằng 3. Ở đây nó kiểm tra xem 3 nhỏ hơn 3 hay không. Đấy. Thì khi nó kiểm tra xem 3 nhỏ hơn 3 hay không, ta thấy chỗ này nó true. Vậy thì S của ta bằng S trước đó cộng với Y. S trước đó cộng với Y. Bằng 6. Sau đó Y tự động tăng lên một đơn vị bằng 4. Nó quay kiểm tra xem 4 có nhỏ hơn 3 hay không. Lúc này nó false. Và khi nó nhận giá trị false, vòng lặp dừng. Vậy khi CAOS ra thì ta thu được giá trị S có giá trị bằng 6. Nha. Đấy, như vậy các bạn thấy là đây là một cái ví dụ để chúng ta dễ hình dung được rằng là với câu lệnh lặp như trên thì chúng ta sẽ hình dung được cái tính chất lặp của nó.
Rồi bây giờ ta quay trở lại với cái bài toán đầu tiên là bài toán tính tổng các bài cái bài số 5 này hôm trước ta đã làm bằng công thức rồi. Thì vậy thì vậy chúng ta sẽ làm tiếp với cái phần như sau. Đề bài cho một cái dãy số này yêu cầu tính tổng các phần tử này. Ở đây ta lưu ý n của ta là 10 mũ 8 nên tổng của nó có thể lớn. Vậy thì khi làm bài ta nên thận trọng cho việc chọn kiểu dữ liệu. Nếu như bạn Hoàng Nguyên đang sử dụng Pascal thì lưu ý biến S phải kiểu dữ liệu là kiểu kiểu gì nhỉ? Quên mất rồi. À kiểu INT64 đúng rồi. Đấy, nửa đêm thì cái quên ngay. Còn ở trong Pascal trong C cộng cộng các bạn sử dụng kiểu long long. Vậy thì ta nhận thấy rằng là cứ ở với y bằng 1 F có thể cộng vào bằng 1. Sau đó y bằng 2 S của mình sẽ bằng thằng S trước đó cộng với 2 thì nó bằng 3. Sau y bằng 3 nó kiểm tra xem 3 có nhỏ hơn 5 hay không, có thì S của thầy bằng 3 cộng 3 bằng 6. Từ khi y bằng 4 S của thầy 4 cộng với 6 bằng 10, y bằng 5 thì 5 vẫn nhỏ hơn 5 thì cộng bằng 15. Sau đó tăng y lên bằng 6 vượt qua giá trị 5. Đấy, nó vượt qua giá trị 5 nên vòng lặp nó sẽ dừng. Vòng lặp dừng thì nó sẽ đưa ra kết quả bài toán là số 15. Đấy. Như vậy thì với cái bài toán tính tổng này thì chúng ta sẽ quay trở lại như khi nãy Quân bảo và ta làm lại bài này bởi câu lệnh lập for. Bắt đầu ta sẽ thực hiện nhập n. Đề bài cho n mà. Đưa n ra. Vậy thì ta lưu ý chọn kiểu dữ liệu cho nó phù hợp. N kiểu long in ở trong S thì kiểu int trong C cộng cộng. Biến n kiểu int còn biến s là kiểu long long là tên là kiểu dữ liệu của hai các biến này. Rồi như vậy thì với cái bài toán như trên trên thì bước đầu tiên ta sẽ nhập n, sau đó ta khởi tạo s bằng 0. Nhớ nhé, trong khi tính tổng ta khởi tạo s bằng 0, tính tích khởi tạo s bằng 1. Một số các bạn có thói quen khởi tạo cái dòng này ngay từ cái đoạn khai báo ở trên đầu chương trình chính nhé. Nhưng do trong cái đoạn chương trình trung gian của mình nó tính nó làm cái biến một số biến khởi tạo của mình nó bị thay đổi giá trị bởi lần tính trước đó. Do đó chúng ta cùng thống nhất với nhau là cái câu lệnh khởi tạo S bằng 0 các bạn đặt ngay ở trên đầu câu lệnh for nhé. Tên biến các em khai báo ở đầu chương trình vẫn được. Nhưng khi khởi tạo thì các bạn đặt trước vòng for cho thầy để đảm bảo rằng chương trình tới đấy biến này đã được khởi tạo lại bằng 0 nhé. Khởi tạo lại bằng 0 nhé. Vậy thì ta cho S chạy khởi tạo bằng 0, ta cho Y chạy từ 1 đến N. Cho Y chạy từ 1 đến N tức là for INTY bằng 1, Y nhỏ bằng N, Y cộng cộng. Đấy. Trong Pascal thì ta cũng for Y chạy từ 1 cho tới N. Theo cấu trúc for to do. Và tới bước thứ Y, S ta tăng lên một đơn vị là S bằng Y. Vậy thì từ cái bài toán này thì thầy muốn thống nhất với các bạn luôn là các bạn trở về đi để chụp lại cửa sổ này cho nó đẹp lộng lẫy đi. Thống nhất cái điểm đầu tiên đó là khi khởi tạo các biến cho tính tổng, tính tích ta sẽ khởi tạo ngay trước vòng for chứ ta không khởi tạo tiếp máy ở trên đầu chương trình nhé. Khởi tạo ngay chỗ vòng for. Đấy. Rồi sau khi khởi tạo xong thì chúng ta sẽ sang nội dung kế tiếp là thực hiện yêu cầu của bài toán. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện viết chương trình không có gì cả và các bạn làm mà nộp trên bài nhé. Ở chỗ vừa rồi thì thầy có nói đến một cái câu đó là ta thống nhất cái cách để tìm cái công thức tổng quát. Các bạn nhận thấy nhé, à không phải công thức tổng quát. Ở cái bài phân số này S của thầy bằng là cứ y bằng 1 cộng với 1, y bằng 2 cộng với 2, y bằng n cộng với n. Vậy thì ở đây thì ta sẽ thử bằng cách ta sẽ thay cái biến số cuối cùng bởi giá trị y thì khi đó tổng của thầy sẽ là bằng s cộng với y là bài toán này. Đấy. Vậy thì xin mời các bạn comment cho thầy biết ở cái bài thứ hai s của thầy sẽ bằng gì? Xin mời các bạn comment cho thầy biết. Ở bài 342 này S bằng gì? Hãy cho thầy biết ở bài 42 S trong vòng lặp for sẽ bằng gì?
Rồi, xin mời Vân Giang, Nguyên Quân và Gia Bảo. Gõ chính xác nhá, một lần bằng bao nhiêu? Quân cho rằng F Hoàng Nguyên khởi tạo, cho F bằng 1, không không ý của thầy nó không phải khởi tạo mà ta trong vòng lập for ấy, giống như Quân trả lời ấy, F cộng bằng 1 chia y. Rồi Quân có câu trả lời chính xác. Hoàng Nguyên có câu trả lời chính xác trong Pascal viết như vậy. Và trong Pascal biến S nhớ khai báo kiểu real nhé. Trong C cộng cộng thì biến S khai báo kiểu float hoặc là kiểu double. Thầy thích sử dụng kiểu double hơn. Rồi xin mời câu kế tiếp. Với biểu thức kế tiếp S bằng bao nhiêu? S cộng mấy? Xin mời các bạn. Các bạn mày dàn comment nhé. Vân Giang đâu? Nãy giờ thấy thằng Vân Giang im hơi tê lặng tiền đấy. À, có lẽ hôm nào thầy trò mình sẽ phải tiến hành học sớm hơn một tí chứ học muộn này chỉ sợ các bạn nữ cũng sẽ hơi vất vả. Vậy là hôm nào mình sẽ cố gắng sẽ học từ 9 rưỡi chính xác, 9 giờ 30 ta sẽ bắt đầu luôn. Rồi nếu như ở trong bản quân mà nó như là 1.0 chia cho 1 nhân 2 nhân y trừ 1. Đã, ok rồi. Rồi bài kế tiếp S sẽ bằng bao nhiêu? Gia Bảo, em hình dung được công thức, cách xây dựng công thức rồi chứ? Ừ, rồi chỗ quân S thì bằng S nhân Y. Cái chỗ đấy cũng hoàn toàn hợp lệ. Lưu ý biến S phải khai báo kiểu long long. Với cái bài tính giai thừa này thì S của mình khai báo kiểu INT 64 trong Pascal nhé. Còn trong C cộng cộng ta khai báo kiểu long long. Rồi, như vậy thì với các bài toán câu lệnh lập for trên thì ta thấy rằng là hóa ra với các cái bài toán câu lệnh lập for thì ta hoạt động nó khá đơn giản. Ta cho Y chạy từ 1 cho tới N thì ta có thể lấy 1.0 chia cho Y cũng được. Cái này là 1.0 chia cho Y cho nó nhanh. S tăng lên một lần. Đối với các biến kiểu số thực khi viết ra thì ta nhớ viết có quy cách Cao fit precision. Và khi với các bài tổng phân số thì ta cũng nên thận trọng nhé. Với các tổng phân số ta cũng nên thận trọng cho cái thằng tử số này. Rồi trời, S thì bằng S cộng với 1 chia đấy. Trong Pascal nó không bị nhưng trong C cộng cộng nó sẽ bị nhá. À, như vậy thì với các cái bài toán như trên thì thầy trò mình sẽ giải quyết các bạn sẽ lần lượt giải quyết các bài toán ở trong nhóm đã có đề bài và với câu lệnh lặp như trên thì thầy trò mình hoàn toàn có thể giải quyết được Quân tại sao em làm đúng mà chạy nó ra kết quả sai. Được rồi, bài 36 là test 6 đúng không? Ok, để thầy gửi luôn. May quá, có đứa hỏi cái bài 36.inp. Test 3, test 4, test 5, test 6. Test 6 em chạy test bằng số 23. Úi giời ơi. bài này cái bộ test này nó sinh ra bởi bằng Python nên nó bị tràn kiểu dữ liệu nha. Số 23 sao nhiều thế nhỉ? Bài 6 là bài gì đấy nhỉ? Bài 36 ở số 23 nó bị tràn kiểu dữ liệu. Cái tràn kiểu dữ liệu này hết cứu. bài tính giai thừa. Bài này thì nó có một cái keyword mới thì ở trong phần này thì thầy nó là trong cái phần sau khi dạy xong các em cơ bản thì thầy sẽ dạy cái chuyên đề số học nâng cao. Đây là một cái chuyên đề chủ yếu trong các cái kỳ thi hay sử dụng. Tên nó được gọi là xử lý số nguyên lớn. Nó bao gồm có một số các cái thao tác là cộng số nguyên lớn với số nguyên bé. À, rồi
Thôi thầy ghi ghi như này, cộng một cái số nguyên lớn thầy gọi nó là Big 5 với một cái số nguyên bé là số nguyên dương K, rồi cộng hai cái thằng Big 5 với nhau. Đấy. Rồi tương tự như vậy phép toán trừ rồi phép các phép toán khác. Đây gọi là phép toán xử lý số nguyên lớn thì khi đó nó nhân được hết. quên nhá, nó là phép toán xử lý số nguyên lớn. Đây nó cộng theo kiểu toán tiểu học, nhân theo toán tiểu học rất hay. Thôi hãy quên cái tên này đi, tên này nó sinh ra Python, Python nó bất chấp hết luôn. Ông Python nó xử lý sâu rồi là. Rồi như vậy thì với cái bài toán như trên thì thầy trò mình sẽ với lần lượt các bài ta sẽ lần lượt giải quyết các bài toán theo cái công thức tính tổng. Và hãy lưu ý rằng là cứ với mỗi bài thì cho mình sẽ giải quyết theo cái chọn kiểu dữ liệu phù hợp cài đặt vào cái chương trình một cách đơn giản nhất có thể. Tăng tốc code lên nhé. Và với mỗi bài thì hãy tư duy chia bài toán thành các bước. À, bài này mình cần phải bước 1 cần làm việc này, bước 2 cần làm việc kia. À, khi tính giai thừa của một số hãy lưu ý rằng là nó có thể rất lớn mà không phải nó rất lớn mà nó quá lớn. Test của thầy Thành thì rất ảo. À, bài 5 Vân Giang. Ô, xin chào Vân Giang. Vân Giang đã thức giấc. Thầy xin chào em. À quên, nãy giờ Vân Giang đang đi ăn gì phải không? Rồi xin mời Vân Giang chia sẻ bài làm của màn hình của mình. Thầy nghi ngờ Vân Giang đi pha mì tôm ăn một mình. Nên à, bài Vân Giang em ấn Enter dòng số 7, à, dòng số 8 tụt xuống. Bạn chưa CIN. Hãy lưu khoan dừng lại, đập cho một phát bây giờ. Quay trở lại chạy thử chương trình với nhiều test. Đúng, à, có một chuyên gia đó về giày đội tuyển quốc gia, các thầy chia sẻ rằng khi các bạn cốt được một bài theo ý tưởng của mình tốt rồi thì trái group gì chắc lại đang hỏi thuật toán các bài này đúng không, hay là group hỏi bài là bảo bài này làm như thế nào nó trả lời được cho một điểm cộng. Nên ở cái bước ta giải quyết bài toán từng bước một nhé. Đấy, chạy thử từng từng bộ số. Rồi, cứ chạy đi. Chạy đến khi nào trong file có kết quả. Em chạy thì nó hiện ra cửa sổ. Nhớ đóng cửa sổ này lại và chọn vào chữ nhiên nhé. Chọn nhiên để cho nó ghi đề kết quả. Đó, như vậy file bài 5.3 của mình chưa có kết quả. Với em quay lại code chương trình. Như vậy chỗ free open đang có chút vấn đề. Free open bài 5.0 v kết. Không, nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Rồi thầy thấy đúng rồi mình nhỉ. Rồi em nha, chạy lại chương trình nha. Ủa, nó đang có số 5 rồi nàng này. Xóa nó đi làm gì mà tội nghiệp nó. Ủa, sao lại không có nhỉ? Em nhảy chuột phải em remove cái file đấy đi. Remove cái bài file bài 5.0 bên bên trái.
Em nhé, không em nhé, chuột phải em mua đi, mua nó đi rồi bây em chạy chương trình. Không không không, không đừng đừng làm đấy, không không phải như thế. Rồi bây em nhé, bên bên tay trái chuẩn nâu đi, nó hiện ra cái đợi em đóng cái cửa sổ ăn tay thù đấy, đóng đóng cái đấy ra. Không, cái bên kia cái đó đóng luôn, chuẩn nâu. Rồi bên bên chữ bài 5 bên tay trái, bên project ấy. Bên trên không, khung cái chỗ bài 5 đấy, chỗ tên project, tên chữ đậm đậm ấy, chữ bài 5 đậm đậm ấy, nhé chuột phải vào, chuột phải chọn add file cái dòng thứ ba. Khoan nhá, bây giờ rồi chọn chữ bài 5 chấm ao, nhìn thấy cái dòng ấy. Đấy, phải chọn open nó ra. Rồi bây giờ bên project để em mở nó ra đi. Đấy, cái nháy đúp vào nó. Xong rồi thể xuống đấy, nháy file. Ơ sao lại không có nhỉ? Em xóa câu lệnh free và em gõ lại nào. Người gọi là free open cho đây. À, đọc cho phát bây giờ là hơi thừa một chữ e rồi. Rồi. Bài 5 chấm INP. Rồi, với tham số là R. Dưới sao con chuột của nàng nhảy tứ tung thế này. Rồi STD tiêu dấu phẩy dưới thôi, phẩy dưới STD, phẩy dưới rồi STD bỏ cái đấy không, STD nó đứng ngoài đấy, STD đóng ngoặc và chấm phẩy. Rồi tức là preview chấm mang chữ V kép chữ write chơi chữ viết mà mở tệp file ra chữ bà thay thay chữ R bởi chữ V kép W ấy. Rồi phải STD rồi chấm phẩy rồi ấn rồi chạy chương trình. Cần biết rồi ủa sao phèo đây nó không có nhỉ, em quay lại code chương trình nào. À, cái dòng 12 em ấn enter tụt xuống em đã sell thằng tổng ra đâu. Cho thằng đấy. Đúng không? Mình cần rồi em nhớ chuột phải format lại code. Rồi biến tổng em khai báo nó là kiểu long long đi. Cái dòng số 8. Rồi format lại code trước khi nộp bài nhé. Đúng rồi. Như vậy vừa rồi ta nhập dữ liệu tính toán và đưa ra kết quả. Ta có 3 bước rất rõ ràng. Và Vân Giang nhớ phải chạy được trên máy tính của mình. Và khi nó chạy ra được kết quả đúng rồi thì khi đó mình mới đấy nhé. Rồi, ok, thầy chào mừng nhé. Tiếp tục sẽ tính rằng là dây thừa rồi.
Vậy với cái việc mà phân tích bài toán như trên thì ta nhận thấy rằng là hóa ra cấu trúc của câu lệnh lặp và for nó hoạt động khá dễ dàng. Tư tưởng của chúng ta là ta chạy từ giá trị đầu đến giá trị cuối và ta lặp lại thực hiện công việc đấy. Thì cứ với mỗi bài toán khác nhau thì ta sẽ giải quyết nó khác nhau. Có bạn nào có câu hỏi nào thì báo thầy luôn để thầy và cùng các bạn sẽ xử lý luôn. Bây giờ thì đứa học sinh của thầy bây giờ nó vẫn còn chưa hiểu rõ gì. Rồi như vậy thì thầy ra bảo đang nộp vào bài 5. Rồi như vậy thì tới thời điểm này thì thầy trò mình đang tìm hiểu qua về câu lệnh lặp for. Cấu trúc của câu lệnh lặp for thì ta sẽ thực hiện là duyệt biến chạy từ giá trị đầu cho đến giá trị cuối và thực hiện công việc. Hiện nay thì ta đang giải quyết các bài toán liên quan tới tính tổng, các bài toán tính giai thừa, bài toán liệt kê các cái số nằm trong một đoạn thỏa mãn điều kiện, và bài toán đếm số chính phương, bài toán đếm ước và các cái bài toán mua hàng. Hôm nay cũng muộn rồi, hôm nay thầy trò mình sẽ nghỉ tại đây nhé. Các bạn là nội dung bài thầy đã giao ở trong nhóm. Bây giờ chắc nó cũng sắp out rồi. Thầy cảm ơn các bạn đã tích cực học đến giờ này. Rồi và bài tập các bạn cứ cố gắng làm xong nhớ nhắn trong nhóm để thầy gửi thêm nhé. Đấy, xin cảm ơn Vân Giang, Nguyên, Quân và Gia Bảo đã tích cực học đến giờ này. Các bạn cùng cố gắng theo học thầy thật tốt để thầy trò mình có một cái khóa học hiệu quả nhé. Rồi, thầy xin chào Vân Giang và các bạn. Thầy chào em. Bye bye.